Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ giữ sức khỏe nha, không phải ăn có chung nữa. Nhớ giữ sức khỏe trong mùa giãn cách này nha. Tại vì tiền bạc thì có thể kiếm lại được, nhưng mà cái giường mà mắc nhất trên thế gian này đó là giường bệnh. Và cảm ơn mọi người. Nói chung là nó sẽ hơi spoil một tí, nhưng mà mình nghĩ là 2021 rồi thì nội dung cuốn sách này có lẽ là các bạn cũng đã biết được khá nhiều, nhưng mà chỉ tùy thuộc là các bạn có đọc cái câu chuyện hay không. Còn mình nghĩ là nội dung thì nó cũng hơi tràn lan nên là mình sẽ phép được spoil luôn. Xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Khá lâu rồi thì mình mới quay lại với một chiếc video review sách nhẹ nhàng. Bây giờ chúng ta có quá nhiều nền tảng xã hội, mình không muốn làm mất quá nhiều thời gian của các bạn về một vấn đề nào đó, thì mình sẽ vô vấn đề chính luôn. Hôm nay mình sẽ review cuốn Nhà Giả Kim. Cuốn sách này mình đã đọc cách đây 3-4 năm gì đó, nhưng mà lúc đó mình chưa có tiền nên là mình đọc ebook ở trên mạng. Cuốn sách này nó nổi kiểu đi cái diễn đàn nào mình cũng thấy, với lại mình thấy ở trên VTV1 á, có một cái review về cuốn này luôn. Thưa quý vị và các bạn, cuốn tiểu thuyết Nhà Giả Kim của tác giả người Tây Ban Nha Paulo Coelho được viết năm 1988 là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của ông. Cuốn sách kể về câu chuyện của một cậu bé chăn cừu người Tây Ban Nha đã phiêu lưu đến vùng đất châu Phi để tìm kiếm và thực hiện ước mơ của mình. Và trong cái hành trình phiêu du đó thì chàng trai đã gặp một nhà giả kim. Đối với một cuốn sách mà được review trên VTV1, nó không phải là một cuốn sách bình thường đúng không, nên là mình đã quyết định mua lại để đọc. Thực ra cái gì nó cũng sẽ có hai mặt, có người sẽ khen hay, có người khen dở. Nhưng mà trải nghiệm cá nhân của mình đó, thì lần đầu tiên mình đọc cái đây 3-4 năm thì mình cảm thấy là nó khá là cháy. Nó kiểu nó hơi buồn ngủ mà nó hơi chiếc. Lần này mình mua thì mình đã đọc nó trong vòng một đêm, tại vì mình nghĩ là sau một khoảng thời gian thì mình đã có một số vốn sống nhất định, một số vốn lý nhất định, và mình cũng có một cái trải nghiệm gì đó để mà mình có thể đoán được là cái sách này như thế nào, cái diễn biến thế nào và mọi thứ nó như thế nào. Nói chung là mình đọc nó không có buồn ngủ lắm. Khi mà review những cái cuốn nổi tiếng như thế này, chúng ta gặp rất là nhiều vấn đề, tại vì những bài review đã có trên mạng rất là nhiều rồi. Nhưng mà mình nghĩ á, cái thời điểm mà các bạn đọc cái cuốn sách này là tùy độ tuổi mà các bạn sẽ có trải nghiệm khác nhau. Lúc đó là mình mới đi học đại học mà mình sẽ thấy nó là hơi hàn lâm một tí, đưa ra những cái triết lý gì đó. Khối lượng sách mình đọc chưa có nhiều nên là mình đọc mình thấy nó cũng hay, khá là sâu sắc và ấn tượng. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình 24 tuổi và mình cũng đã đọc được khá là nhiều sách rồi. Nhà Giả Kim cũng như là một số cuốn ví dụ như Đắc Nhân Tâm, nó khá là giống nhau. Nói chung là nội dung của mọi cuốn sách đều là muốn xây dựng lên một con người tốt đẹp hơn thôi, tùy quan điểm của mỗi người. Nhưng mà mình gửi là thời điểm thích hợp để đọc cuốn này đó là cái giai đoạn mà giữa, khi mà các bạn đã có hơi một xíu xíu trải nghiệm, ví dụ như tầm 19-20 tuổi thì vô đại học năm nhất năm hai gì đó. Đó là ý kiến riêng của mình thôi. Thì cuốn sách này nó kể về hành trình để tìm kho báu của một anh chàng chăn cừu, và từ nhỏ anh chàng này đã có ước mơ được đi khắp nơi rồi. Cái mà mình khá phân tâm á là tại vì trong cuốn này có đề cập tới một số yếu tố tâm linh nha. Nhưng mình á, sau này bắt đầu khi mình ra ngoài buôn bán á, mình sẽ quen được nhiều người hơn, sẽ có nhiều gợi ý hơn. Bắt đầu mình cũng sẽ tìm hiểu về con đường tâm linh hay một cái cách nào đó, như kiểu là nó tìm đến mình và mình cũng có hướng muốn tìm hiểu. Thì khi mình đọc cuốn sách này mình sẽ có một phần nào đó hiểu cũng suy nghĩ, nhưng mà mình cảm thấy là cuốn này nó hơi thiên về tâm linh, kiểu cảm tính quá. Ví dụ như các bạn ở theo đạo chẳng hạn, hoặc là các bạn trước giờ không có tin vào tâm linh lắm á, thì đọc cuốn này sẽ thấy nó hơi hoang đường một tí. Nó cũng chỉ là cảm nhận tùy của mỗi người thôi. Ít thấy ở đâu đề cập tới đó là về anh chàng này. Một số người nói là anh chàng chăn cừu này hơi bị thụ động và làm mọi việc phải dựa trên những cái quyết định gửi của người khác. Đối với mình, anh chàng này thật sự cực kỳ may mắn, tại vì anh đã tìm được một người dẫn dắt trong cuộc đời này. Có một câu nói rất là nổi tiếng, đó là may mắn nhất trong cuộc đời này đó là tìm được một người dẫn dắt để dẫn bạn lên những nền tảng mới. Thì đó chính là Nhà Giả Kim và những người xuất hiện trong câu chuyện này để dẫn Santiago đến những nền tảng mới. Nhưng mà mọi người đọc á, mọi người hãy để ý một xíu để mọi người cảm thấy là Santiago thật sự cực kỳ là may mắn, và mình cũng luôn luôn trên con đường tìm kiếm một người dẫn dắt. Mình sẽ học hỏi từ những người lớn tuổi hơn, những bạn bằng tuổi và các em nhỏ tuổi hơn mình, mỗi người một ít để mình có những cái kinh nghiệm, mình cố gắng để phát triển nhiều hơn. Nhưng mà may mắn nhất đó là khi mà các bạn có thể có được một người dẫn dắt các bạn lên những cái nền tảng mới và chia sẻ các bạn những cái điều mà mình chưa bao giờ mình biết cả. Họ sẽ giúp mình, kiểu chỉ cần mà mình gặp thôi á là mình sẽ cảm thấy là mọi lo toan rồi mình có thể giải bày, và người ta có thể giải quyết vấn đề cho mình một cách rất là nhẹ nhàng luôn, chứ không có nặng nề như là mình nghĩ á. Trong này có một cái tranh cãi nữa, đó là cái vấn đề anh đi tìm khắp nơi khắp chốn thì cuối cùng thì anh tìm được kho báu ở chính cái nhà của mình, đó là nơi đầu tiên anh xuất phát á. Nhiều người sẽ nói là anh lòng vòng, anh lang mang, mà thực tế á thì kho báu lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Nhưng mà vấn đề là mình vẫn cần một người dẫn dắt, một người truyền đạt, một người nào đó có thể dẫn mình đi tìm kho báu. Kho báu lúc nào cũng hiện diện cạnh mình, nhưng mà vấn đề á là mình còn phải tìm một người dẫn dắt để mình có thể tìm được kho báu đó.
thì đó là điều mà may mắn nhất trong cuộc đời San Diego rồi. Chính mình cũng đang tìm một người, tại vì mình biết xung quanh mình cực kỳ nhiều kho báu. Không phải là những cái núi vàng đồ bự đâu, mà là những cái công việc, những cơ hội này kia. Và cực kỳ may mắn nếu như mà các bạn có một người có thể chỉ dẫn các bạn đến những cái nền tảng mới như vậy. Và nếu các bạn có thể để chia sẻ ra đây cho mình biết nha. Có một số câu nói mà mình khá tâm đắc khi mà đọc cái cuốn này, mình muốn chia sẻ với mọi người. Nói chung là mình đọc cái cuốn này với một tâm thế là giải trí, học hỏi một chút xíu xíu xíu, rồi lại là một tác phẩm kinh điển và mình đọc thôi, nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó đỡ gây cho mình hụt hẫng và thất vọng hơn. Thì nhiều khi các bạn đọc ở những cái độ tuổi khác nhau, thời gian khác nhau, các bạn sẽ nhận ra nhiều điều hơn nữa. Dùng một cái đầu óc mà không quá hy vọng về nó thì lớn lúc mình đọc mình sẽ không bị thất vọng và mình cảm thấy nó nhẹ nhàng vậy thôi. Thì cái đầu tiên mà mình thấy hay ở đây đó là bí mật của cuộc sống chính là ngã 7 lần và đứng dậy 8 lần. Mọi người có thể nghe sau đó là cảm nhận nghe. Khi mà mình áp vào chính cuộc đời của mình đó thì nó là đúng. Câu thứ hai đó là khi chúng ta nỗ lực để tốt đẹp hơn thì mọi thứ xung quanh chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Những thứ xảy ra một lần sẽ không lặp lại một lần nữa, nhưng những thứ đã xảy ra lần thứ hai chắc chắn sẽ có lần thứ ba. Thì cái này mình dùng để áp dụng ở trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày, kể cả chuyện tình cảm nữa. Câu thứ 4 đó là có một lý do khiến giấc mơ không thể thành sự thật, đó là nỗi sợ hãi. Khi bạn khao khát đạt được một điều gì đó thì cả vũ trụ sẽ hợp sức lại để giúp đỡ bạn. Câu tiếp theo mà mình cực kỳ tấm nắc luôn, những thứ và miệng con người không độc hại xấu xa, mà xấu xa là những thứ mà từ miệng họ phát ra. Nó mang nhiều ý nghĩa, nó hay hay cực kỳ. Người hay đổ lỗi là rượu bia rồi này kia. Thật ra thì rượu bia cả thế giới đều sử dụng nó. Ví dụ như các bạn dùng mỗi ngày một xíu thì nó cũng có tác dụng cho sức khỏe vậy. Chứ đâu phải là dùng rượu bia là xấu này kia đâu. Nhưng mà cái xấu đó là khi mà mình sử dụng rượu bia và mình không biết kiểm soát bản thân mình á, và chúng ta lại quay trở lại đổ lỗi ngược lại cho rượu bia thì đó là không đúng. Đó là một số câu nói mà mình cảm thấy cực kỳ tâm đắc và mình còn nhớ được sau khi đọc xong cuốn này. Nhưng mà cho điểm thì sẽ là 8/10 đi. Nó khá nhẹ nhàng, nó hay và nó thích hợp cho một ngày giãn cách ở nhà đọc nhẹ nhàng thôi. Mình đã mua rồi, mình để đây, mình để dành đó. Xong rồi và đấm nữa mà đọc lại nhiều khi mình lại nhận ra được nhiều tầng ý nghĩa khác nữa. Có nghĩa là trong mỗi cái thời gian nhất định đó, thì cái cảm nghĩ của mình về nó sẽ khác nhau. Nên là đây là quan điểm cá nhân của mình chia sẻ đến với mọi người. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ giữ sức khỏe nha, không phải ấn cái chuông nữa. Nhớ giữ sức khỏe trong mùa giãn cách nè. Tại vì tiền bạc thì có thể kiếm lại được, nhưng mà cái giường mà mắc nhất trên thế gian này đó là giường bệnh. Và cảm ơn mọi người, tạm biệt.